Nữ Vương Niu giúp trẻ em tránh xa các bệnh viêm nhiễm phụ khoa dài dẳng. Nguyễn Khai xin gửi lời chào quý vị đang cùng đến với chương trình Sống Vui. Thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi và tìm hiểu đó là cách chấm dứt viêm nấm âm đạo dai dẳng bằng thảo dược hiệu quả đã được chứng nhận lâm sàng. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với chuyên gia sản phụ khoa Nguyễn Thái Hà. Xin chào chuyên gia. Xin chào Nguyễn Khang và chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Và thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với cuộc trò chuyện này, chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một đoạn clip phóng sự. Viêm âm đạo do nấm còn được gọi là viêm nấm âm đạo. Đây là bệnh lý ở cơ quan sinh dục nữ mà nguyên nhân chủ yếu là do nấm Candida albicans gây ra. Bình thường, môi trường âm đạo ở nữ giới khỏe mạnh chỉ cho phép vi nấm tồn tại ở một mức độ nhất định cùng các vi khuẩn có lợi. Vì vậy mà các vi nấm này không thể gây hại cho âm đạo cũng như các cơ quan khác tại vùng kín. Tuy nhiên, khi pH âm đạo thay đổi, bị mất cân bằng, hàng rào bảo vệ vùng kín bị phá vỡ, những vi nấm này sẽ phát triển ào ạt, tấn công và gây viêm nấm âm đạo. Có thể nói rằng, hiện tượng nấm âm đạo là một trong những căn bệnh phụ khoa phổ biến và dễ gặp nhất. Theo thống kê, có đến 90% nữ giới phải đối mặt với căn bệnh nấm âm đạo ít nhất một lần trong đời, và khoảng 50% trong số đó bị tái phát hoặc dai dẳng, kéo dài, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe phụ khoa cũng như chức năng sinh sản của phụ nữ. Thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho mọi người biết là các chị em phụ nữ bị cái viêm nấm âm đạo này đã đi khám cũng như là đặt thuốc nhiều lần nhưng mà bệnh vẫn không hết, vẫn bị tái đi tái lại nhiều lần. Và đâu là dấu hiệu để chúng ta nhận biết được cái bản thân của mình đã bị viêm nấm âm đạo ạ? Các cái nguyên nhân mà dẫn tới cái bệnh viêm nấm âm đạo này thì đấy là việc đầu tiên, đấy là cái cách vệ sinh của chị em. Ví dụ như là mình dùng cái dung dịch tẩy rửa quá mạnh, đấy, nó sẽ làm thay đổi cái môi trường của âm đạo, là dễ bị viêm nhiễm. Hoặc là cái cách mình rửa, đấy, mình rửa từ sau ra trước thì sẽ lây bệnh từ đằng sau ra đằng trước. Cái thứ hai nữa là gì, và dễ gặp nhất nữa, đấy là chị em hay mặc những cái quần bó dày trong cái thời tiết nắng nóng. Và cái nguyên nhân thứ ba nữa là gì, lây bệnh trực tiếp từ ông xã hoặc là từ cái người quan hệ với mình. Rồi cái thứ tư nữa là những chị em mang thai đó, khi mang thai cái hệ nội tiết trong cơ thể nó thay đổi thì nó sẽ làm thay đổi cái độ pH của âm đạo, cũng làm cho dễ bị viêm nhiễm. Và những chị em đang điều trị bệnh nào đó mà phải dùng kháng sinh kéo dài, hoặc là những chị em đang điều trị xạ trị, hóa trị của bệnh ung thư thì làm cho cái hệ miễn dịch của cơ thể nó bị suy giảm, cũng dễ nhiễm bệnh. 90% các cái nguyên nhân như mình vừa nói nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là thay đổi cái độ pH của âm đạo và giảm cái sức đề kháng của vùng kín, do đó nó dễ bị tái phát hoặc là bệnh nó cứ kéo dài hoài. Và khi mà mắc các bệnh này thì chị em sẽ thấy có cái biểu hiện đầu tiên dễ nhận thức là cái huyết trắng nó không còn là huyết trắng nữa, mà chúng tôi gọi là cái dịch âm đạo, nó ra có khi màu vàng xanh như mủ và vùng kín thì sưng tấy lên, ngứa rát, thậm chí đi tiểu cũng rát và có khi quan hệ chảy máu. Thưa chuyên gia, như vậy nếu như mà cái căn bệnh này mà chúng ta không có chữa trị kịp thời thì chắc chắn sẽ gây ra những cái biến chứng, và những cái biến chứng nguy hiểm nhất mà các chị em phụ nữ của chúng ta gặp phải đó là gì ạ? Nó gây ra nhiều cái biến chứng lắm, chứ không phải là biến chứng duy nhất đâu. Đầu tiên đó là vì nó gây ngứa rát cái vùng kín cho anh chị em không có tập trung vào công việc được, nó ảnh hưởng đến công việc sinh hoạt hàng ngày. Rồi cái thứ hai nữa, hay cái này mới là quan trọng, nó ảnh hưởng đến cái hạnh phúc của hai vợ chồng. Rồi cái thứ ba nữa là cái hệ sinh dục phụ nữ nó là một cái ống thông từ bên ngoài vào trong bụng, cho nên nếu mình để lâu mình không điều trị hoặc là điều trị không đúng thì nó sẽ viêm nhiễm lan từ dưới lên trên, ảnh hưởng đến cái thiên chức làm vợ làm mẹ của chị em. Và những chị em mà đang mang thai mà bị viêm nhiễm âm đạo đấy, sẽ dễ bị sảy thai hoặc là sanh non. Và các cái bé sơ sinh sanh ra mà ở những trường hợp bị viêm nhiễm như vậy, bé sẽ dễ bị viêm
miệng, viêm kết mạc mắt, viêm da, viêm phổi. Cái viêm âm đạo do nấm này thường là mãn tính và hay tái phát. Nó khiến cho chị em ngại đi khám và khi điều trị thì lại không điều trị dứt điểm. Đó, cho nên là nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái sức khỏe sinh sản của chị em cũng như thiên chức làm vợ làm mẹ. Như vậy thì như chuyên gia chia sẻ là có rất nhiều cái biến chứng, thậm chí là những cái biến chứng nó cũng khá là nguy hiểm nếu như mà chúng ta không có điều trị kịp thời cái bệnh viêm nấm âm đạo này. Thưa chuyên gia, nếu như mà chúng ta không điều trị kịp thời thì nó nguy hiểm như vậy, vậy cái giải pháp để chúng ta điều trị dứt điểm cái viêm nấm âm đạo này, tránh trường hợp nó tái đi tái lại nhiều lần và gây ra những cái biến chứng tiếp theo? Cái giải pháp đầu tiên đó là khi chị em mà thấy bất thường thì phải đi khám. Đừng tự ý điều trị tại nhà hoặc là lấy lại toa thuốc cũ để dùng lại. Như thế thì nó sẽ là gây ra lờn thuốc là một, hoặc là bệnh nó sẽ tái đi tái lại nhiều lần. Cái thứ hai nữa là để khắc phục các cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng bệnh kéo dài rồi hay tái phát thì chị em nên sử dụng kết hợp giữa cái toa thuốc mà bác sĩ vừa cho cộng với sử dụng thêm cái viên có chứa cái Immune Gamma và các cái thảo dược khác như là trinh nữ hoàng cung, hoàng bá, khổ sâm, diếp cá, dây ký ninh. Nó cho cái tác dụng làm tăng cái khả năng chống viêm, làm lành nhanh cái tổn thương do viêm, kiểm soát cái dịch tiết âm đạo, cho nên là âm đạo sẽ khô thoáng hơn sau vài tuần sử dụng. Và nó giúp cái cân bằng cái pH âm đạo, tăng sức cái đề kháng của cơ thể, khôi phục lại cái cơ chế tự bảo vệ của cái vùng kín. Và khi mình kết hợp với cái toa thuốc đặc trị của bên Tây Y thì nó diệt các cái tác nhân gây bệnh. Và nhờ cái hiệu quả này nó sẽ làm giảm cái nguy cơ là viêm nhiễm nặng nề ở vùng bụng, vùng chậu. Đấy, và cái nữa là ung thư cổ tử cung. Đấy, và khi mà mình sử dụng như thế này thì mình nên kết hợp với một cái dung dịch phụ khoa có độ pH phù hợp. Nó có cái độ pH là từ 4 đến 6, nó phù hợp với cái độ pH của âm đạo. Đấy, và nó còn chứa các cái thảo dược khác như tinh chất mít, trà xanh, tinh dầu bạc hà, để tăng hiệu quả điều trị, giảm nguy cơ tái nhiễm và không gây dị ứng. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nữ Vương New hỗ trợ điều trị hiệu quả viêm âm đạo do nấm và các bệnh viêm nhiễm phụ khoa khác. Nhờ chứa Immune Gamma và thảo dược, viên uống Nữ Vương New giúp cân bằng pH âm đạo, tăng sức đề kháng, tăng khả năng chống viêm và làm lành tổn thương, giúp vùng kín khô thoáng và giảm các biến chứng của viêm nhiễm phụ khoa. Nữ Vương New tốt cho phụ nữ bị các bệnh viêm âm đạo, viêm lộ tuyến cổ tử cung, viêm phần phụ, đặc biệt tốt khi bị kéo dài, mãn tính hoặc hay tái phát. Hãy vệ sinh vùng kín bằng Nữ Vương Gel để đạt hiệu quả tốt hơn. Nữ Vương New đã được nghiên cứu chứng minh tác dụng. Trước đây thì bệnh viêm nấm âm đạo của tôi vẫn cứ dai dẳng. Tôi sợ nhất là cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Từ ngày dùng thuốc tây và kết hợp với cả bên uống có chứa Immune Gamma và các thảo dược trong 3 tháng nay và vệ sinh bằng gel thì bệnh viêm nấm âm đạo của tôi được cải thiện rất là rõ ràng, không còn bị ngứa rát, không còn tái phát và dai dẳng như trước. Xin được cảm ơn chuyên gia Nguyễn Thái Hà. Và thưa quý vị, qua những lời chia sẻ của chuyên gia, chúng tôi hy vọng là các chị em phụ nữ của chúng ta sẽ có được những tư vấn thật là bổ ích trong cái việc chăm sóc sức khỏe của mình. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào muốn được giải đáp, quý vị có thể gọi điện đến số điện thoại hotline của chúng tôi 1800 55 88 89. Đây là số điện thoại hotline của chương trình. Hoặc là quý vị có thể gọi điện đến số điện thoại 24/7. Đó là số điện thoại 0896 509 509. Ngoài ra quý vị có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ là songkhoeavongbacsitivấn.vn. Hoặc quý vị cũng có thể truy cập vào website bacsitivấn.vn. Một lần nữa thay mặt cho chương trình, Nguyễn Khang mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Khi mắc viêm âm đạo do nấm bị kéo dài hoặc hay tái phát, chị em cần 1. Uống và đặt thuốc theo đơn của bác sĩ. 2. Bên cạnh việc đặt và uống thuốc, nên sử dụng kết hợp viên uống chứa Immune Gamma và các thảo dược như diếp cá, hoàng bá, khổ sâm, dây ký ninh, trinh nữ hoàng cung. 3. Vệ sinh vùng kín hàng ngày bằng gel vệ sinh phụ nữ có pH từ 4 đến 6, chứa chiết xuất mít, nano bạc, tinh chất trà xanh, tinh dầu bạc hà. Nữ Vương New giúp trẻ em tránh xa các bệnh viêm nhiễm phụ khoa dài dẳng.
Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.